Như thưa anh Giao, trong cái phần vừa rồi chúng ta đang trình bày về cái bán đảo Triều Tiên và cái bối cảnh ở tại vùng tranh chấp của Trung Trung Nhật và một cái khả năng mà có thể xảy ra cuộc chiến giữa Bắc Hàn với Nam Hàn cũng như Nhật Bản, và một cái khả năng Trung Cộng có thể tấn chiếm cái đảo Đông Ngư, và qua cái kế hoạch mà giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã phối trí để làm thế nào nếu trường hợp đó xảy ra thì sẽ chiến lược nào sẽ để tái chiếm lại Đảo Ngư, thì tất cả những cái đó chúng ta thấy là những cái chuẩn bị cho những cái thế chiến tranh. Và thưa anh, trong khi đó thì Hoa Kỳ về vấn đề tài chính đang gặp khó khăn và vấn đề quốc phòng đã bị cắt giảm khá nhiều và tác động rất là mạnh mẽ đến vấn đề quốc phòng. Mặc dù ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng dù bị cắt giảm nhưng mà những cái chi phí cho vùng Đông Nam Á vẫn không bị ảnh hưởng. Trong khi đó thì chúng ta thấy Trung Cộng á, thì lại gia tăng vấn đề quốc phòng lên thêm, và người ta không biết chắc chắn là cái số tiền mà thực Ngân sự sách là không ngân biết sách bao của nhiêu. quốc phòng là bao nhiêu của Trung Cộng. Và với một cái thái độ trong cái bối cảnh hiện giờ là Trung Cộng đã tiến tới cực Nam, tức là tiến tới gần tới Mã Lai, và trong cái bối cảnh như vậy đấy thì anh thấy rõ ràng là Trung Cộng cũng đang hung hăng ở Biển Đông. Mình chưa nói đến những cái việc mà đụng chạm đối với Việt Nam, đối với Phi Tân, nhưng mà như ngày hôm nay đó, là có cái sự kiện là Trung Cộng đã tới cực Nam. Anh nghĩ như thế nào về cái hành động mà Trung Cộng đã tới cái điểm cực Nam của Lưỡi Bò? Thưa anh đó, theo các cái nhà phân tích đó, thì cái chuyện này đó là nó đương nhiên là nó phải tới, tại vì tất cả theo họ đó thì tất cả những hành động của Trung Cộng đó là nó nằm trong một cái kế hoạch lâu dài là lần lần lấn xuống Việt Nam, và họ cứ lấn từng bước một, từ những cái chuyện lập Tam Sa rồi tới đó, xây căn cứ ở trên quần đảo Trường Sa rồi này kia, làm một số chuyện rồi đưa tàu tới rồi tuyên bố rằng là sẽ kiểm soát các cái tàu ra thông thương ở trên cái vùng đó, rồi tới bây giờ đó thì mới đây đó họ đưa một cái tàu đổ bộ tối tân nhất của họ đó xuống cái nó gọi là cái một cái đảo ở cách bờ biển của Mã Lai chỉ có 80 cây số thôi, và họ đổ bộ lên trên đó. Thì họ và họ nói đó là cái điểm cực nam của họ, tức là Điểm cuối cái của cái chót lưỡi mũi bò. của cái lưỡi bò rồi đó. Thì theo các cái nhà quan sát đó thì họ nói đây là một cái chuyện nó phải tới như vậy, tại vì nó tất cả đều nằm trong một cái kế hoạch của Trung Cộng là sẽ lần lần cứ lấn 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 làm những cái chuyện như vậy để xem phản ứng của các nước trong Đông Nam Á như thế nào, phản ứng của thế giới như thế nào, và nếu phản ứng không có gì thì họ lại bắt đầu họ lấn họ làm những cái chuyện khác nữa. Thì cái này đó họ nói rằng là cái chuyện này đó là mình phải trông đợi nó là như vậy, tại vì theo các cái nhà phân tích thì đây là nó hoàn toàn nằm trong cái kế hoạch của Trung Cộng là muốn khống chế hoàn toàn cái Biển Đông. Cái vấn đề rằng là để đối phó với cái chuyện này đó thì Các quốc các gia nước trong Đông đó. Nam Á và thế giới phải làm cái gì? Cho tới giờ này đó thì hình như các nước ở quốc gia Đông Nam Á không có đồng ý được trên một cái điểm nào hết. Họ nói rằng cái vũ khí mà tốt nhất để chống lại cái chuyện mà Trung Cộng lấn xuống đó là cái COC, tức là cái code of conduct đó, tức là cái quy tắc ứng xử. Nhưng mà các nước Đông Nam Á thì lại không có ngồi lại với nhau mà để soạn thảo ra được một cái quy tắc ứng xử. Nếu có cái quy tắc ứng xử đó thì họ nói là sẽ dễ dàng đối phó với Trung Cộng hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta đã biết là một số nước ở trong cái Đông Nam Á đó đã bị Trung Cộng mua mất rồi, như chẳng hạn như là Campuchia, như là Ngay cả Thái Lan nữa. Thái Lan nữa, vâng, là đã gần như là bị Campuchia thì bị mua đứt rồi. Lào, Lào, Campuchia. Campuchia là mua đứt rồi, còn Thái Lan á, thì vẫn cũng là cái là cơ 50 bằng là 50 50 à? 50, thành ra không có nhất trí được với nhau. Hiện thời đó chỉ có một cái nước mà hiện thời đang gây như là một cái đinh á, đang gây rất là nhức nhối cho Trung Cộng, tức là Philippines thôi. Khi mà họ đưa cái việc mà tranh chấp ở biển này á đưa ra tòa án quốc tế thì Trung Quốc đã nhiều lần, nghĩa là bằng mọi cách để kêu bằng là thuyết phục với lại Philippines rằng là để thương lượng song phương hoặc đa phương gì đi, nhưng mà Philippines thì thẳng thừng tuyên bố rằng là
đã qua cái giai đoạn là nói chuyện rồi, tại vì đã nói chuyện nhiều lắm rồi. Bây giờ là thôi cứ để tòa án quốc tế xử cái vụ này. Thì chúng ta biết á, cái chuyện mà Trung Cộng mà đòi cái chủ quyền trên cái đường lưỡi bò đó, thì gần như cả thế giới không có ai đồng ý cái chuyện đó cả. Thành ra nếu mà đưa ra tòa án á, xử hay không xử Trung Cộng, mặc dù là Trung Cộng cũng không có công nhận cái tòa án quốc tế nữa cả. Thế nhưng mà nó mất, nó về vấn đề gọi là cái uy tín ở trên thế giới đó, nó sẽ bị giảm nhiều lắm. Tại vì người ta nói lúc này là như vậy là Trung Cộng quá sức ngang ngược. Mà Trung Cộng bây giờ đó lại không có muốn là bị coi là một cái người gọi là một cái nước mạnh mà rất là ngang ngược, không coi luật lệ quốc tế ra gì. Tại vì như hồi nãy chúng ta nói đó, Trung Cộng vẫn muốn có những quan hệ tốt đẹp với Âu Châu, với Bắc Mỹ, với Nam Mỹ, với các nước Phi Châu để về vấn đề kinh tế, thưa anh. Vâng, thì thưa anh, khi mà nói đến, anh vừa đề cập đến Phi Châu thì ngay trong cái thời gian vừa qua tại Phi Châu thì các quốc gia người dân ở Phi Châu cũng đã có những cái phản ứng với những cái hành động về kinh tế của Trung Cộng. Chúng ta sẽ dành một cái chương trình khác khi nói về Trung Cộng đi vào Phi Châu như thế nào và phản ứng của cái Phi Châu như thế nào. Và thưa anh, khi mà Phi đưa cái Trung Cộng ra tòa án quốc tế đó, thì anh nghĩ rằng liệu cái tòa án quốc tế đó nó có tác động gì để có thể lên kế hoạch của Trung Cộng là phải xâm chiếm cái Biển Đông không? Thưa anh, theo như tôi đã đọc được đó, thì cái vấn đề mà khi mà tòa án quốc tế đó mà quyết định về cái chuyện sở hữu về đất đai, về biển này kia, nhất là về các cái đảo đó, thì thường thường là dựa trên cái lịch sử, có nghĩa là cái đảo đó hiện thời ai quản lý này kia các thứ đó. Thì nếu mà chứng minh được là mình đã là sở hữu cái đảo, một cái quần đảo hay một cái đảo nào đó từ lâu rồi như thế nào đó, thì nó hoặc là hiện thời là đang thuộc sự quản lý của mình, nó rất có lợi khi mà đưa ra tòa án quốc tế. Thành ra Trung Cộng bằng mọi cách là làm sao để nếu mà có phải ra tòa án quốc tế đó, thì họ nói là cái đó là chúng tôi đang quản lý rồi mà, đâu có phải là tôi mới đâu, cái này chúng tôi đã quản lý được 5-10 năm nay rồi hay là cái gì đó. Nó cũng, cái đó nó là một cái khía cạnh mà tòa án quốc tế thường hay dựa lên để xét xử về cái chuyện biển đảo. Thế nhưng mà chúng ta đã biết cái chuyện mà ngay cả cái chuyện mà Trung Cộng mà xâm chiếm Hoàng Sa đó, phải không ạ, hồi năm 74 đó, nó cũng còn mới lắm. Thành ra nếu mà nói rằng là bây giờ là của tôi, là tại từ hồi 74 là tôi đã hết quản lý hết cả cái Hoàng Sa rồi, thì chưa chắc cái lý luận đó nó cũng nghe được lọt lỗ tai lắm, thưa anh. Vâng, thì thưa anh, trong cái hội nghị về Biển Đông đó vừa rồi ở tại New York, và ông Chu Thanh Hồ là giám đốc Viện Quốc phòng Trung Cộng, ông phát biểu là cho vấn là vấn đề tại Biển Đông là sự phân quyền giữa Mỹ và Trung Cộng. Thì anh có nghĩ rằng đây là một sự phân chia quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hay không? Ông ấy nói thì có vẻ rằng là nó hơi các bạn trắng trợn quá. Nhưng mà thực ra đó, trên thực tế đó, thì cái tình hình, cái chuyện mà ở Biển Đông nó như thế nào đó, nó cũng do hai nước, tức là Hoa Kỳ và Trung Cộng, có cái phần quyết định rất là lớn ở trong đó. Tất nhiên những cái nước khác ở trong vùng, như các nước Đông Nam Á như là Úc, Châu, Tân Tây Lan, Nhật Bản này các thứ, nó cũng họ cũng có cái tiếng nói ở trong đó. Nhưng mà thực tế đó thì Trung Cộng và Hoa Kỳ, theo ông ấy nói đó, nói thì nó trắng trợn quá, nhưng mà họ có cái anh có nghĩ nói rất là mạnh trong là cái chuyện giải quyết cái vấn đề Biển Đông, thôi anh. Ông Chu Thanh Hồ ông nói như vậy á, là qua một cái kinh nghiệm của năm 1974 khi mà Trung Cộng mà tấn công đảo Hoàng Sa, thì khi đó cái hạm đội, đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ cũng hiện diện trong vùng đó, và rõ ràng là lúc đó Hoa Kỳ vẫn còn ở tại Nam Việt Nam dư sức để can thiệp, mà Hoa Kỳ đã làm lơ để Trung Cộng chiếm cái Hoàng Sa trước những cái chiến hạm của Hoa Kỳ. Và tệ hơn nữa là ngay những cái người lính hải quân, thủy thủ của hải quân khi mà bị đắm tàu cũng không có cứu, cũng yêu cầu cứu họ cũng không cứu nữa. Thì điều rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng đó
là chính vì vậy mà ngày hôm nay á, các quốc gia ở Đông Nam Á họ vẫn đặt một cái sự nghi vấn, một sự tin tưởng đối với Hoa Kỳ ở tại cái vùng Đông Nam Á. Khi mà Hoa Kỳ nói là chuyến trục trở về Đông Nam Á và quan tâm nhiều hơn tới Đông Nam Á, thì thưa anh, những cái điều này á, nó sẽ tác động như thế nào trong vấn đề tranh chấp của các quốc gia đối với Trung Cộng ở tại Biển Đông? Thưa anh, một số những cái tờ báo ở Mỹ thì họ có đưa những, có những cái bài viết mà họ nói rằng là sở dĩ mà Trung Cộng đó, mà dám tác oai tác quái ở trên Biển Đông như thế này đó, là chính là vì Mỹ nhu nhược quá. Trung Cộng đó làm cái gì đó cũng dòm chừng Mỹ, nhưng mà vì Mỹ không làm gì cả. Mặc dầu là Mỹ, người ta nói rằng là khi mà cách thanh như là hồi năm ngoái phải không ạ, hay năm kia gì đó, thì khi mà Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng là bây giờ đó trọng tâm của Mỹ là châu Á chứ không phải là bên Trung Đông nữa, và sẽ chuyển một phần của cái hạm đội Đại Tây Dương qua bên này, cũng như là sẽ chú trọng nhiều vào cái vùng Đông Nam Á và Á Châu này, thì họ nói rằng là nói như vậy đó mà thực tế chưa có làm gì cả. Thành ra đó họ nói rằng là cái chính sách mà đang thực hiện nửa vời của chính quyền của Mỹ đó đã gây một số hậu quả tai hại cho các quốc gia như Philippines và Nhật Bản. Thì ở bên Mỹ đó cũng vẫn còn cái dư luận nói rằng là sở dĩ mà Trung Cộng mà dám làm như thế này đó là tại vì rằng là Mỹ quá nhu nhược, cũng như là như anh nói, anh kể cái chuyện năm 74 đấy phải không ạ? Nếu mà Mỹ can thiệp làm sao Trung Cộng mà đánh Trường Sa được, thưa anh? Thì bây giờ cái chuyện người ta vẫn, cái dư luận này vẫn còn, nó nói rằng là cái thái độ của Mỹ đó khác gì mà khuyến khích Trung Cộng cứ việc làm đi, Mỹ sẽ không có can thiệp gì cả. Và hiện tại thì như mà chúng ta đã thấy rõ ràng đó là cái Trung Cộng đang từng bước thực hiện cái chủ quyền của mình ở trên Biển Đông, thưa anh. Và như ngày vừa rồi đó, họ tới cách Mã Lai chỉ còn có 80 cây số thôi, thưa anh. Vùng biển kinh tế đó là còn tới 120 hải lý nữa, mà thế này bây giờ còn có 80 cây số mà như vậy đó. Vâng, thì thưa anh, trong cái tuần lễ vừa qua, qua cái tình hình chung ở tại bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng như vậy, thì ngược lại ở tại Biển Đông thì Trung Cộng cũng có những cái tác động rất là mạnh mẽ để áp chế trên cái Biển Đông bằng cách là tăng cường các cái lực lượng hải giám để tuần tra, và trong đó sự tuần tra có cả máy bay trực thăng nữa, có cả tàu đổ bộ, có cả tàu đổ bộ, và họ lại càng đang tiến dần tới là thành lập những cái thành phố ở trên một số đảo và căn cứ ở trên các cái đảo ở tại cái vùng mà họ chiếm đóng của Việt Nam. Và trong cái tuần lễ vừa qua thì tàu Trung Cộng đã bắn cháy một cái cabin của cái tàu cá của Việt Nam. Thì thưa anh, cái sự kiện trước đây vào năm 2005 thì Trung Cộng cũng đã bắn ngư phủ Việt Nam chết 5 người của Thanh Hóa. Thì cái lúc đó cái dư luận thế giới họ cũng không có quan tâm nhiều gì về cái chuyện đó cả. Nhưng mà lần này đó thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng là các quốc gia trong vùng phải không được dùng vũ lực để mà đàn áp những cái quốc gia khác, và phải ôn hòa giải quyết cái vấn đề tranh chấp một cách ôn hòa và hòa bình. Thì thưa anh, lý do tại sao Hoa Kỳ lại lên tiếng vào cái kỳ này chỉ bắn cháy một cái cabin so với một cái vụ mà bắn chết người 5 người vào 2005? Thưa anh, cái lý do mà tại sao mà Hoa Kỳ đã kỳ này lên tiếng về cái chuyện này và nói là sẽ nghiên cứu tiếp về cái chuyện này, thế nhưng mà cái vấn thì có lẽ rằng là Hoa Kỳ đó sợ cái phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á, là tại vì rằng là qua những cái bài báo đó, ở bên Mỹ đó, nó cũng có ảnh hưởng nhiều tới cái nhìn của các quốc gia Đông Nam Á về cái chính sách của Mỹ. Họ sợ rằng là Mỹ nói như vậy
nhưng mà có làm cái gì mà để binh vực họ hay không nữa. Thành ra tôi nghĩ này, cái động tác này có thể là một cái động tác để trấn an, nhưng mà còn thực sự đó mà có làm gì hay không nữa thì tôi nghĩ cũng sẽ không có làm gì cả. Cái chuyện mà cái tàu của Trung Quốc nó bắn cái buồng máy của cái tàu đánh cá Việt Nam rồi nó cũng sẽ trôi qua thôi. Cái chuyện này, cái chuyện mà tàu Trung Quốc bắt hay là bắn hay là đánh bắt ngư dân của mình đó thì nó đã xảy ra nhiều lần, thường xuyên rồi. Nó không phải là một cái chuyện mới mẻ gì. Thành ra cái chuyện mà vì một cái tàu bị đánh cháy cái cabin mà Mỹ lên tiếng này, tôi nghĩ nó là chỉ một cái thủ thuật về chính trị để trấn an dư luận như vậy thôi. Chứ thực ra đó, nó cũng chưa có cái phải là nó là trong cái chính sách gì của Mỹ mà muốn cơ bằng là mình can thiệp gì cả. Thì và nếu người ta nói, có những cái bài viết nói rằng là nếu mà không bây giờ đó, mà không các cái nước Đông Nam Á đó, mà không có hợp tác với nhau đó, mà để ngăn chặn cái những cái bước tới đó của Trung Cộng đó, thì càng ngày nó sẽ càng khó lên. Thì cái đó, điều đó chúng ta cũng biết. Khi mà Trung Cộng chưa có căn cứ, chưa có thành phố, chưa có gì hết đó, thì nó khác. Mà khi đã có cái cơ sở lên đó rồi mà bảo người ta đi đó là vấn đề khó hơn nhiều. Thành ra đã cũng có những cái cảnh báo cho những quốc gia Đông Nam Á là nếu muốn làm cái gì thì sớm hơn là muộn, thưa anh. Vâng, thì thưa anh, chúng ta thấy Bắc Hàn thì đang đe dọa một cuộc chiến với Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trung Cộng thì nhiên càng ngày càng hung hăng tại Biển Đông và họ quyết kiếm Biển Đông làm cái cửa ngõ để mà ra biển, để họ có thể khai thác những cái tài nguyên ở tại Biển Đông. Thì với cái tinh thần mà hiện giờ mà của Tập Cận Bình là cái người mà lãnh đạo của Trung Cộng giờ đó, thì anh nghĩ như thế nào về cái gọi là cái tinh thần của người Hán sau những cái thất bại nặng nề vào trước cái thế chiến thứ hai này? Thưa anh, Tập Cận Bình đó, thì dù sao cũng là mới lên, nhưng mà theo các cái nhà phân tích quan sát cho biết đó, thì hiện thời đó Tập Cận Bình đó có vẻ là rất là thân với lại cái phe quân đội. Và chúng như chúng ta đã biết đó, thì phe quân đội đó của Trung Cộng là cái phe mà hung hăng nhất. Mà tại sao họ hung hăng như vậy? Là tại vì trong mấy chục năm nay đó, họ đã nhồi sọ những cái người trẻ về cái chủ nghĩa dân tộc Đại Hán, và làm như rằng là có rất đông người trẻ ở bên Trung Quốc lại thích cái chuyện này. Một phần cũng là cái hoàn cảnh lịch sử, là tại vì trong mấy chục năm trời liền họ bị phương Tây, họ bị Nhật Bản làm nhục. Thành ra bây giờ đó là họ đang muốn cũng là gỡ nhục. Và tất nhiên mà khi mà họ có cái cách, có cái phương tiện, có cái thế mà để họ gỡ lại được đó, thì tất nhiên là họ sẽ hung hăng hơn là bình thường, thưa anh. Và họ muốn là để cũng như là trả thù cái chuyện mà mấy chục năm trước đây họ đã từng bị Nhật và các nước Tây phương làm nhục, thưa anh. Vâng, thì thưa anh, trong cái tinh thần mà gọi là dân tộc quá khích như vậy đó, thì cuộc chiến tranh nó dễ dàng để xảy ra. Và với cái bối cảnh hiện giờ ở bán đảo Triều Tiên cũng như ở Biển Đông cũng như biển Hoa Đông, thì người ta nghĩ rằng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì thưa tất cả quý chiến hữu, bây giờ thì cũng đã hết giờ. Chúng tôi hẹn với quý vị vào cái tuần lễ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cái chương trình này, tại vì tôi nghĩ cái vấn đề căng thẳng tại Biển Đông cũng như ở bán đảo Triều Tiên nó còn đang là một nguy cơ lớn cho thế giới. Thì xin anh giao gửi lời chào đến khán thính giả của đây. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn quý khán giả vào chương trình kỳ tới.